Nếu thường xuyên đi qua con đường Vũ Trọng Khánh, khu đô thị Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội, các bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh bãi đất trống được bao bọc với những tấm tôn chắc chắn, bên ngoài có ghi dòng chữ Bujang Vina. Được biết, đây là siêu dự án tổ hợp chung cư Bujang Vina có diện tích là 4,3 ha do công ty trách nhiệm hữu hạn Bujang Việt Nam, đơn vị thành viên của Bujang Hàn Quốc làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư lên tới 171 triệu đô la Mỹ, khoảng 4.000 tỷ đồng hiện tại. Dự án được cấp phép cho công ty trách nhiệm hữu hạn Bujang Việt Nam từ năm 2006, dự kiến hoàn thành vào năm 2010 với 6 tòa nhà 30 tầng và 3 tầng hầm. Năm 2007, dự án khởi công lần đầu tiên nhưng sau đó nằm bất động thời gian dài. Đến tháng 9 năm 2015, chủ đầu tư tiếp tục thi công xây dựng dự án trên các lô đất ký hiệu là CT04 và CT07. Do đó hiện nay, siêu dự án chỉ có 2 tòa chung cư được xây dựng trên lô đất CT04 và CT07 và đón cư dân về ở. 4 ô đất còn lại vẫn đang quây tôn, bỏ hoang tại dự án Bujang Vina nghìn tỷ này. Bên trong các ô đất bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, một số vật liệu xây dựng cũng hoen rỉ và không có bất cứ hoạt động thi công nào. Đường phía sau dự án Bujang Mỗ Lao Hà Đông xuất hiện tình trạng điểm trông giữ xe. Được kỳ vọng là siêu dự án của quận Hà Đông, nhưng trước thực trạng bỏ hoang này đang khiến nhiều người dân sống quanh khu vực tỏ ra rất xót xa, đồng thời cũng khiến bộ mặt khu đô thị trở nên nhếch nhác, ngổn ngang sau nhiều năm dự án được phê duyệt. Luật đất đai quy định, đất được nhà nước giao cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn là 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng. Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này. Hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. Thế nhưng trên thực tế, những dự án như thế này thu hồi còn rất ít ỏi.